Ui đây 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 đây. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Quá trời rắn luôn. Đấy, thấy chưa? Vừa ấn xuống thì trong bao nhà đặt hết cái gì xuống. Nhặt hết cái này ra. Mất. Tỉnh chưa? Đây, rắn này. Nó nhau nhau. Tỉnh chưa? Đây đây, con rắn này. Ui, nhiều thế công ơi. Con rắn một con này đây, con thấy nguyên một đàn này. Ui, con bảnh này. Bảnh những ghếm nhỉ. Đến nào vào banh cái này ra, xong bắt đầu bỏ hết cái vỏ chai vào. Nào, mang cái túi bóng ra nhặt hết cái vỏ chai vào đi. Nói công cứ nhả nha, công nhặt thôi. Đấy. Oh my god. Thôi sao mình nhiều lắm thế? Nhiều mà này gần rồi. Gần nhiều. Ô. Chuyện này kinh lắm. Thôi nhặt nhanh tay đi. Này, tay nhặt vào cho nó nhanh. Con này nó cứ chuyện đây. Tay mà dám thò tay vô đây mình. Ông đứng xem bên này, để tôi xem lại. Đưa này. Cho nó vào túi đi. Bắt ra xem nếu tôi cái. Để lại thì người xem con rắn rất to luôn rồi nhé. Biết gì? Người kiếp quá. Chưa. Vừa nhặt hóng lên. Nắm rác rửa đầy thế. Mấy ông cứ bước lại, nó qua một bên đi, cái kia, Ui, ghê cứ. Ui, đến cái này còn nữa kìa, cái gì được vậy này. Thoải mái luôn. Ui. Đây, 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 đây. Đây, cũng nhặt bên đấy thoải mái đi. Nó đây cơ mà. Ô mà. Ui, nhiều thế nhỉ. Món nào chu đây không ạ? Nhấc bao ra, nhấc bao ra. Đấy, thấy không? Chưa. Nhiều chưa? Ui, đây 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 đây. Ui giời. 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 Quá trời rắn luôn. Mấy hôm nào đây nó mưa nhiều quá. Hôm nay trời nắng nó chui ra nó đi kiếm. Đấy, thấy chưa? Ui giời. Nhau. Ui giời. 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 Đấy, thấy chưa? Ui, nó bị vỡ tổ không ạ? Vỡ tổ quá trời rắn luôn. Khủng khiếp chưa? Này mới gần đồi rồi. À, túi đâu? Xăm kia đi. Ui, mọi người xem này. Kinh không? Chân lại đâu? Ui, ông này. Thế kinh gì? Đấy, nó cắn mình là mình dính rồi ấy. Đấy, bác lấy vào đi. Ui, hai bà chồng ngơi nào lên ghê quá. Sợ chưa này. Bạc này mình đéo để ý được. Nhiều rắn thế chứ. Ui kinh. Này, bỏ nó vào túi đi. Ui. Ui.
ông này giỏi quá. Rồi. Này. Oh my god. Ui này, mọi người xem này, kinh không? Đấy, vẫn đang nằm đây nhá. Kinh không? Xem nó trườn này. Trườn ghê gớm nhỉ. Ừ. Úi giời, kinh. Còn đây còn, ở đây còn mấy con nhỉ? 1 2 3 con nữa à? 3 con, bắt 3. U xem cái đầu này. Đang gắn luôn. Xem chạy nhiều nhá. Rắn này nó cắn nó chết không phải mấy ông? Ui chết luôn. Tươi luôn. Tươi luôn. Cứu được không? Khó cứu lắm. Rắn này khó cắn. Này mọi người xem, đấy. Mọi người xem này. Khi mà coi người nông dân người ta phát hiện ra thì anh em đến đây đã bắt được cổ rắn hổ mang luôn mọi người nhé. Rất to nhé. Úi dục, ui con kinh. Con nào con lấy béo mũng bắt ăn cái gì mà béo mũng ra. Đấy, đang nằm trong này. Đi cóc trong này nhiều đúng không ạ? Ừ. Đây này, đây, cóc nó ăn một cóc. Đấy, đấy chưa? Đâu? Con mồi vào đây này nó ăn này. Nó vào đây nó ở đến lâu rồi. Ở lâu rồi. Tôi đến sao nó vào đây. Yêu tôi con cóc luôn kìa. Này, không thả nó ra sân được chưa nào? Đấy, mọi người nhá. Úi dục, kinh không? Bắt nốt kia ra đi. Mọi người mà riêng một chủ quan nhá. Thì coi lúc mình đi mình lấy rác này mình bán đồ nát cho chai gì đó là chết con này. Không để ý thì nó chết cả. Ủa dữ lắm. Lắm. Vậy. Chậm kinh không? Oh my god, kinh. Dữ nhầy. Ui, kinh. Ui, ngọc đầu kìa. Nó ngọc đầu kìa. Chéo tay mày kìa, mày hở túi kìa tú. Ờ, cứ cầm vậy, không để ý là toang đấy. Cứ quẩn lại. Cầm nó lại, cầm kín. Mấy ông này đi bắt con này có sợ không? Đó, một cái chuyên gia rồi. Đây, bắt cái con này vào đi. Nhảnh thế nhỉ, nhảnh thế. Nhảnh lắm. Quá nhảnh. Ui, này xem. Đấy, đúng xa. Ui, con này nó đứng kinh không? Quá hùng dữ luôn. Ui, ui, kinh không? Này, xem. Ui, nó cứ lờ lờ đi vậy. Ừ, nó cứ lờ lờ đi như vậy. Đi tổ điện khủng khiếp nhỉ. Con này nó mà cắn một phát mà không chịu kịp thì chỉ có chết thôi. Đấy, mọi người thấy không? Những chuyên gia hàng đầu của thế giới bắt rắn này mà vẫn còn đang phải run sợ trước những loài rắn hổ mang này mọi người nhá. Vậy. Con này rất nhanh luôn mọi người nhá. Con này một khi nó đã cắn là rất là nguy hiểm với tính mạng con người nên là phải cẩn thận. Kinh. Nó ở chân mình. Dữ lắm. Xem. Oh my god. Để nó ngoằng 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 vạt nhỉ. Thấy không? Đương đương. Không nhanh là nó cắn đấy. Ui ui ui. 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 Ui giời kinh. Nó quá nhanh luôn. Đấy thôi bắt bỏ nó vào túi đi. Bỏ túi đi tìm thiết đấy không ạ? Kinh chưa? Wow. Ghê hồn luôn mọi người nhé. Ui, đây độc vào tay này. Độc. Kinh không? Cũng đầy vào tay mình luôn. Rồi. Rồi. Ok. Đấy sau một thời coi là gian anh em mình đã vào đây thì đã bắt được một ổ rắn hổ mang. Úi, đáng này luôn. Thì người dân đây người ta đã nơi ý là người ta để những cái rác ở đây này là khi mưa xuống nắng lên thì con rắn nó sẽ đi ăn ấy, thì nó sẽ thu vào những cái khu vực kín đáo để nó kiếm con mồi. Chẳng may mà người dân mà ra đây mà thu dọn rác thừa thứ bán ve chai thứ thì sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng mọi người nhé. Thì khả năng là anh em sẽ đi đong vòng cái khu nhà này anh em tìm kiếm, nếu mà có thì anh em sẽ quay cho người xem được video của anh em. Nếu thấy hay nhớ like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Cảm ơn mọi người nhá.